Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Thị trường tràn ngập xe, đầy sự lựa chọn nhưng vẫn bán bia kèm lạc. Đó là chuyện lại xảy ra với mẫu xe mới nhất của Toyota, Toyota Corolla Cross. Hiện nay các phiên bản Corolla Cross đang được chào bán kèm gói phụ kiện từ 30 cho đến 50 triệu đồng ở nhiều đại lý, nhưng cũng có những nơi cam kết bán đúng giá đề xuất. Vì vậy đã tạo nên tình trạng hỗn loạn về giá bán giữa các đại lý. Ngày 5 tháng 8 vừa qua, Toyota Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu xe Corolla Cross và công bố giá bán lẻ đề xuất cho mẫu SUV hoàn toàn mới này, có giá từ 720 cho đến 910 triệu đồng. Mặc dù vậy, phải đến ngày 15 tháng 8 tới đây những lô Corolla Cross đầu tiên mới được chuyển về các đại lý. Trong thời gian đầu, các đại lý sẽ nhận được hai phiên bản 1.8V và 1.8HV, trong khi bản 1.8G tiêu chuẩn sẽ có mặt từ giữa tháng 9. Xe hiện nay chưa được chuyển về nhưng các đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc. Hiện tại có một số trường hợp khách mua xe phải mua thêm một gói phụ kiện nhất định mới được lấy xe sớm. Khảo sát tại một số đại lý tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và trong một số khu vực lân cận, đa số các gói phụ kiện mà khách phải mua thêm để nhận xe sớm trong tháng 8 này là gói có giá từ 30 cho đến 50 triệu đồng. Bản 1.8HV đi kèm gói phụ kiện 50 triệu, còn bản 1.8V đi kèm gói phụ kiện 30 triệu đồng. Cũng theo thông tin từ đa số những người bán hàng, giá Corolla Cross sang tháng 9 tới nhiều khả năng cũng sẽ về đúng với giá bán lẻ đề xuất của Toyota Việt Nam. Tuy vậy, không phải đại lý nào cũng có chính sách bán xe kèm phụ kiện giống nhau. Một khách hàng tìm mua Corolla Cross tại thành phố Hải Phòng chia sẻ rằng đại lý tại đây báo giá anh chênh hơn 20 triệu đồng so với giá mà Toyota Việt Nam đưa ra nếu muốn nhận xe sớm thay vì phải mua kèm phụ kiện. Thậm chí vẫn có trường hợp đại lý cam kết không bán xe dạng bia kèm lạc. Một số nhân viên kinh doanh của đại lý Toyota trên địa bàn Hà Nội cho biết sẽ bán đúng giá và không bán kèm phụ kiện. Bộ phận chăm sóc khách hàng của một đại lý Toyota khác tại Hà Nội cũng trả lời rằng xe cam kết sẽ bán nguyên giá, tức là bằng giá mà Toyota Việt Nam đưa ra. Trong khi đó cũng có những đại lý chưa chốt chính sách bán hàng cụ thể. Tư vấn bán hàng tại một đại lý Toyota ở Hà Nội cho biết do xe chưa về đại lý nên bộ phận bán hàng chưa nhận được chính sách giá từ cấp trên. Nhân viên kinh doanh một đại lý tại Đà Nẵng cũng có câu trả lời tương tự rằng phải chờ chốt xe về đại lý, khi đó giá xe hay các gói phụ kiện bán kèm mới được quyết định là có nên hay không. Như vậy, đã có 4 kiểu trả lời từ bộ phận bán hàng của các đại lý, gồm bán kèm phụ kiện, bán chênh giá, bán đúng giá và chưa chốt giá. Tình trạng báo giá không đồng nhất như vậy cũng xảy ra với các đại lý trước đây khi có một mẫu xe mới vừa mới mở bán, như Fortuner 2018, bộ 3 Wigo, Rush Avanza năm 2018 hay là Camry năm 2019, mỗi đại lý báo giá một mức giá hay là gói phụ kiện khác nhau. Lấy lý giải từ phía đại lý cho việc bán xe dạng bia kèm lạc là bởi nguồn cung hạn chế mà nhiều khách hàng đặt nên ưu tiên những người mua thêm phụ kiện được nhận xe trước. Điều này đồng nghĩa với việc đặt cọc không còn mang đúng ý nghĩa là giữ chỗ để nhận hàng sớm, ai chịu chi hơn người đó sẽ nhận xe sớm hơn. Bản thân liên doanh Nhật Bản tỏ ra bất ngờ và họ khẳng định đây là hành động đơn phương từ phía đại lý phân phối. Toyota Việt Nam nhất quán với chính sách bán hàng một giá và khẳng định đi theo con đường ai đi tới trước phục vụ trước. Vì đại diện này cho hay nếu bất kỳ khách hàng nào bị ép mua gói phụ kiện hoặc là bị ép giá, hãy gọi tới hotline chúng tôi sẽ có hình thức xử lý đối với các đại lý đó. Hiện tại đã có những khách hàng đặt cọc xe nhưng cũng có nhiều người chờ đợi để nghe ngóng thêm tin tức. Với nhiều trường hợp đã đặt cọc, phía đại lý cho biết có thể hoàn lại cọc nếu khách đổi ý và không lấy xe. Lúc họ có xe thì cũng đến tháng 7 âm rồi, không vội gì mà lấy xe thời điểm này. Tôi có thể chờ sang tháng 9 dương lịch để qua được tháng Ngâu và đi tìm mua xe với giá bán đúng theo giá niêm yết. Trong lúc thông tin về giá đang nhiễu loạn, tôi vẫn chỉ thăm dò chứ chưa dám xuống cọc, một khách hàng chia sẻ. Trước đây tình trạng bán xe kèm phụ kiện đã từng xảy ra với các đại lý của các thương hiệu khác nhau như Honda hay là Hyundai, các mẫu CR-V hay là Santa Fe thế hệ mới một thời là hàng hot, từng được bán chênh giá tới 150 triệu đồng so với giá đề xuất từ nhà phân phối. Cả Honda Việt Nam và Hyundai Thành Công hay là Thành Công Moto đều trả lời rằng chính sách bán hàng của đại lý thay đổi do cung cầu, họ không thể can thiệp mà chỉ hứa hẹn sẽ có những tác động tích cực để đại lý cố gắng bán xe đúng với giá đề xuất. Hiện nay cả CR-V, Santa Fe đã đều được bán với đúng giá, thậm chí giá bán thấp hơn cả giá niêm yết. Vì vậy, điều cần thiết đối với khách hàng cần làm là hãy bình tĩnh chờ đợi khi xe về các đại lý, lúc đó chúng ta có thể tiến hành đàm phán và mua xe. Không ai bắt mua xe sớm hơn một vài ngày hoặc một vài tuần để phải mua thêm gói phụ kiện và cũng bằng cách đó làm hư các đại lý.
Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể, sắc nét và đẹp mắt. Rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để nhận bài thường xuyên. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui vẻ hạnh phúc và thành công.